Đường về thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Kinh nguyện kính dâng lòng thương xót Chúa và Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cái vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sang láng vui vẻ vô cùng. Amen. Phúc cho ai biết tìm kiếm nước Thiên Chúa, vì nước trời là của họ. Kinh nguyện về Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Mẹ Maria, Mẹ hằng cứu giúp, xin thương xót con biết con tội lỗi yếu đuối, chẳng đáng được mẹ thương, nhưng con tin mẹ vẫn thương con. Xin đừng để con bị mất đức tin, bởi vì con thịt xương yếu đuối, đã bao lần chối bỏ đức tin, làm điều bất nghĩa, khiến mẹ ưu phiền. Nhưng con tin mẹ vẫn thương con. Xin mẹ nhân từ cầu thay nguyện giúp, để con luôn can đảm vững bước trước những gian nan thử thách cuộc đời. Xin thương con trong giờ sau hết, xin cho con được làm con mẹ trong suốt đời con. Thánh Maria, Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Kinh nguyện về lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của lòng thương xót, vì xót thương nhân loại tội lỗi, người đã xuống thế để cứu chuộc chúng con. Nhưng loài người đã chẳng đón nhận, còn nhân tâm đóng đinh Chúa vào thập tự giá, khiến cho thánh tâm mẹ phải cay đắng ngậm ngùi, để hôm nay sau mấy ngàn năm, lòng thương xót Chúa lại bị xúc phạm khi người ta đập phá tượng anh Chúa, biến thánh đường thành nơi trộm cướp, khiến đức tin người Kitô hữu bị xói mòn qua bao năm tháng. Nhưng chúng con vẫn luôn tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa, bởi chính Chúa là nguồn ơn phúc để chúng con cậy trông phó thác. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin vì cuộc khổ nạn Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cho hạt giống đức tin mà chúng con đã đón nhận được lớn lên trong hồng ân Thiên Chúa và trở thành ơn phúc muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn lành cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người đã được Chúa tuyên chọn để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Xin cho họ được ôn khôn ngoan, biết sống khiêm nhường, thánh thiện, biết dùng những ân huệ Chúa ban để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin thương xót chúng con, những người đang cầu khẩn lòng thương xót Chúa. Xin biến đổi tâm hồn chúng con.
Xin đừng để những đam mê dục vọng thành án phạt đời đời cho chúng con. Nhưng xin hãy để lòng thương xót Chúa luôn mãi là sức mạnh, là niềm vui và là hạnh phúc muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con xin hiến dâng gia đình chúng con cùng những người thân yêu cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa che chở, gìn giữ chúng con. Xin đừng để những gì Chúa đã ban cho chúng con phải bị hư mất. Nhưng xin lòng nhân từ Chúa thương xót và cứu giúp để chúng con luôn được mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa soi sáng để qua sự cầu bầu của thánh nữ Faustina, nhân loại được biết mở lòng đón nhận tình yêu và ân sủng của lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh nữ Faustina xin cầu cho chúng con. Amen. Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chương mình sẽ được thương xót vậy. Kinh nguyện về Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Mẹ La Vàng. Lạy Mẹ Maria, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, vì xót thương nhân loại tội lỗi để cứu giúp loài người chúng con. Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, với thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức và với cha ông chúng con tại thánh địa La Vang, để khuyên nhủ, khuyên cao chúng con. Mẹ muốn chúng con thống hối ăn năn, cầu nguyện sám hối để được cứu rỗi. Bởi lòng thương xót Chúa đã bị xúc phạm và cơn thịnh nộ Thiên Chúa đã đến gần. Bởi chiến tranh và các thiên tai dịch bệnh đang bùng lên, tàn phá khắp nơi. Bởi ma quỷ và những kẻ dữ luôn manh tâm hãm hại chúng con. Chúng con tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và phó thác trong tình yêu Mẹ. Xin Mẹ che chở, gìn giữ chúng con, xin giúp chúng con biết sống thánh thiện, biết nhiệt thành trong đời sống đức tin, biết siêng năng lần hạt mân côi, biết tận tâm với người đau yếu, biết chia sẻ với người bất hạnh, biết đem đức tin, lòng thương xót Chúa và tình yêu Mẹ đến với mọi người. Xin thương xót những tội nhân, những người đang sống trong sa đọa, bởi đã mất đức tin, chẳng còn biết trông cậy và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin cho họ được ơn hoan cải, biết từ bỏ những việc làm bất nghĩa, cho ngày sau cùng được hưởng vinh phúc với Mẹ trên nước thiên đàng. Chúng con tha thiết cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con. Xin thương xót những bệnh nhân, những người đang chịu bao đau đớn bởi các bệnh tật. Xin Mẹ nhân từ ra tay cứu chữa để vinh quang Chúa luôn được tỏa sáng. Nhưng nếu phải tự ra cõi thế này, thì xin cho họ được ra đi bình an trong tay Mẹ. Chúng con tha thiết cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con. Xin thương xót những linh hồn vô tội vì đức tin, vì chiến tranh, vì thiên tai và vì đại dịch đã phải chết oan uổng. Xin tha thứ cho họ những lỗi lầm và xin dẫn đưa họ về cõi phúc. Chúc tụng Mẹ Thiên Chúa toàn năng, chúc tụng Mẹ đấng vô nhiễm nguyên tội. Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu nhân loại khỏi loạn lạc chiến tranh. Xin đừng để bom đạn nguyên tử và những tai họa hạt nhân làm hủy diệt thế giới. Chúng con tha thiết cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con. Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ là mẹ những bệnh nhân, xin cứu chữa hồn xác chúng con khỏi mọi bệnh tật. Chúng con tha thiết cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con. Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ phù hộ các giáo hiệu, xin thương xót dân tộc chúng con. Xin thương ban cho quê hương Việt Nam chúng con được muôn đời tự do no ấm. Chúng con tha thiết cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con. Thánh nữ Bernadette,
xin cầu cho chúng con, các thánh Lucia, Jacinta và Francisco xin cầu cho chúng con, các thánh tử đạo Việt Nam xin cầu cho chúng con. Amen. Thông điệp chìa khóa thiên đàng. Suy niệm: Lạy Chúa, xưa Chúa đã hiện ra và mặc khai cho thánh nữ Nhích Tên và thánh nữ Brigitta về cuộc khổ nạn đau thương của Chúa và những vết thương mà Chúa đã chịu vì loài người chúng con, cùng những ơn lành Chúa hứa ban khi chúng con hằng ngày suy gẫm về sự thương kho của Chúa. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin vì cuộc khổ nạn Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin đón nhận những lời kinh nguyện chúng con dâng kính Chúa đây. Xin cho chúng con được hết lòng yêu mến Chúa và sốt sáng thực thi những gì Chúa đã truyền dạy. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh nữ Nhích Tin và thánh nữ Brigitta xin cầu cho chúng con. Đức Mẹ vô nhiệm nguyên tội xin cầu cho chúng con. Thiên Chúa ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần xin chúc phúc và ban môn ơn lành cho chúng con. Amen. Lời kinh dâng Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang láng vui vẻ vô cùng. Amen.